Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố, gia chủ đang rất là gấp, hạ giá bán nhanh. Một căn duy nhất hiện nay nằm trong phân khúc cho bán 7 tỷ hơn, mà diện tích chiều ngang lên tới 4m, chiều sâu dài 15m lần nha cả nhà. Được gia chủ thiết kế đầy đủ công năng, có phòng xông hơi, khu vực gara ô tô. Nhà đẹp lắm, sống sang sống chất. Và nhà mình nằm ngay vị trí trục đường Lê Văn Thọ, ngay trung tâm. Cả nhà mình di chuyển về ngã năm Trà Vấp tầm khoảng 10 phút và cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là quận Bình Thạnh, Phú Nhuận khoảng 15 phút di chuyển. Và Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan nè. Và ngôi nhà tọa lạc trong con hẻm của trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Trà Vấp. Nhà mình cách mặt tiền đường chỉ khoảng 30m di chuyển, rất là gần luôn. Đó, nếu cả nhà di chuyển theo hướng này sẽ đi ra trục đường Lê Văn Thọ, đường Phạm Văn Chiêu. Còn nếu mình đi theo hướng phía trên này sẽ ra đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung, kế bên chợ đêm Hạnh Thông Tây, di chuyển về ngã năm quận Bình Thạnh, Phú Nhuận và sân bay chỉ tầm khoảng 15 phút. Một căn nhà ngay phía mặt tiền ngoài này tập trung rất là nhiều luôn. Nhà hàng, quán ăn, cà phê sân vườn, cơ sở giáo dục y tế, ngân hàng cho đến shop thời trang. Nhà mình bao trọn tiện ích xung quanh là trong bán kính 300m đó cả nhà. Đã có chợ, siêu thị, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta đi vào bên trong ngôi nhà để tham quan. Hằng Ni đang có mặt bên trong khu dân cư của ngôi nhà. Hôm nay em giới thiệu khách hàng mình đường trải nhựa rộng 4m. Khu nhà cao tầng dân cư mình hiện hữu. Một căn nhà sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu có ban công sân thượng bên trên. Mẫu kiến trúc hiện đại, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công bên ngoài, vô cùng thông thoáng. Và nhà thuộc hướng chính là hướng nam, phù hợp khách hàng mình cứ mòn ở Đông Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 4, chiều sâu là 15m. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt nhà mình đã được gia chủ mình đầu tư có phòng thờ cũng như là phòng xông hơi, ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa đầy đủ. Ngôi nhà này kế bên mặt tiền đường luôn. Cả nhà mình mà kinh doanh mua bán online hoặc là khu vực phía trước mình làm ra ô tô, mình đổi được xe ô tô 4 chỗ cũng được luôn nha cả nhà. Nhà mình cách mặt tiền đường tầm khoảng 30m di chuyển, kế bên mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn. Khu nhà dân cư hiện hữu có camera an ninh. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Ngôi nhà này đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 7 tỷ 780 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Toàn đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Tài khoản không gian khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa ra vào, 1 lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm 1 lớp cửa nhôm xin pha, kính cường lực nữa nha cả nhà. Kế bên nhà mình là có văn phòng công ty đầy đủ luôn á, tiệm nail, tiệm tóc, spa nho nhỏ tại nhà. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế làm gara ô tô. Mặt tiền phía trước đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Mẫu kiến trúc hiện đại tập cho là màu trắng với những cái nội thất nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Bên dưới là mình có gạch bóng kiến chống trầy chống chân trượt 80-80, tông chủ đạo là màu kem này cả nhà. Đó, kem trắng sữa. Mảng tường khu vực bên này mình ốp gạch màu xám rồi thêm những cái tấm giả đá rồi những cái tăm lỗ giả tấm nam gỗ nè. Đó, thêm đèn để chiếu sáng lung linh chưa. Đây, khu vực bên này là mình có tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm đầy đủ luôn á. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế bậc cấp sinh lão bệnh tử sinh, có đèn led chiếu sáng bên dưới và toilet sử dụng tại tầng trệt, đầy đủ các trang thiết bị, tường đối rộng luôn cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển phòng khách được gia chủ thiết kế xây dựng lệch tầng ngược phía sau, đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Khoảng này được gia chủ thiết kế thông tầng lên như bên trên nè. Đây, bên trên mình có đèn chùm, trần chùm được cắt từng cái âm trần. Và giữa nhà của mình được gia chủ thiết kế một cái giếng trời thông thẳng khu vực các tầng bên trên luôn. Đó, nơi lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày. Phòng khách đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ và hoàn thiện. Nhà mình rầm 2 giếng trời nha cả nhà. Một giếng trời giữa nhà, một giếng trời nằm ở giữa nhà, cuối nhà đó. Đó, và di chuyển vào bên trong nè. Đã được gia chủ mình đầu tư đầy đủ khu vực trồng cây, trồng hoa mini. Ở đây cả nhà mình trồng cây thiệt cũng được luôn, trồng cây ăn trái, nhưng hiện tại gia chủ mình đang để là cây giả. Bên trên là ô cửa giếng trời nơi lấy sáng trực tiếp ngôi nhà của mình vào ban ngày. Đó, thoáng chưa. Một căn nhà được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại, ngang 4, chiều sâu lên tới 15m. Một căn duy nhất còn sót lại
diện tích tương đối to mà nằm trong phân khúc cho bán 7 tỷ 780 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Phan Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển lên cái tầng bên trên để tham quan ngôi nhà nè. À, nét quá ha cả nhà. Gia chủ thiết kế full trần là lên bên trên luôn á. Ngôi nhà này thuộc hướng chính là hướng nam nữa chứ, một hướng tương đối mát và thông thoáng, ngang 4, chiều sâu là 15m. Và di chuyển tiếp tục được gia chủ mình dành hẳn riêng tầng lửng bên trên làm gian bếp cho đại gia đình của mình nè. Đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Bên dưới chân cầu thang của mình được gia chủ có thiết kế đèn led chiếu sáng cả nhà. Và từ bên trên mình nhìn thông xuống bên dưới nè. Đó, ngôi nhà này là ngang 4, chiều sâu là 15m, bước vào bên trong nhà của mình thoáng lắm luôn á. Tính ra nhà tương đối rộng luôn, nằm trong phân khúc giá bán 7 tỷ hơn. Cả nhà mình đã sở hữu được một căn nhà phố an cư nghỉ dưỡng. Sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Và em đang có mặt tại gian tầng lửng được gia chủ mình đầu tư dành hẳn riêng làm gian bếp bên trên này. Mình có tủ lạnh side by side lớn, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới trong đó đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm. Và bảo hành cái này mình trong thời gian an cư sinh sống, trong đó mình có bếp âm mặt đá mới hút mùi, lò nướng lò vi sóng đầy đủ. Bộ bàn ăn 4 ghế nè cả nhà. Mảng tường này được gia chủ mình nhấn nhá và một cái màu trà, thêm hệ thống đèn led chiếu sáng nhìn nét quá ha. Đó, và di chuyển ra phía ngoài này sẽ được gia chủ mình thiết kế cho mình một khu vực ban công. Tầng lửng của mình có một cái ban công chỗ ra thoáng lắm luôn á. Đây, khu vực trồng cây trồng hoa nè cả nhà. Đó, thoáng chưa, mở cửa ra không khí đối lưu, nấu ăn bên trong nhà gia đình mình quây quần bên nhau. Mở cửa ra là lượng gió trời mát lắm. Nhà mình lại thuộc hướng chính là hướng nam chứ, hướng này là rất là nhiều gió luôn cả nhà. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên này cả nhà, mình cùng tham quan. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng đi với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp với chính chủ. Và từ bên trên tầng lửng của mình nhìn thông tầng xuống bên dưới nè. Đó, một trệt một lửng, ba lầu bên trên. Và mỗi lầu như vậy được gia chủ thiết kế cho mình gồm hai phòng ngủ như cả nhà, phòng phía trước và phòng phía sau. Gia chủ thiết kế bên dưới này là sử dụng cho mình cái lan can bằng sắt để có cái độ thông thoáng, nhìn nó mềm mại. Còn bên trên này nè, đó, bắt đầu cái lan can sử dụng bằng chất liệu gỗ cho mình. Ngang 4, chiều sâu lên tới 15m, một căn nhà nằm trong phân khúc giá bán 7 tỷ hơn. 7 tỷ 780 triệu đồng. Mình vào mình làm việc trực tiếp chính chủ của mình nữa. Và di chuyển vào phòng ngủ đầu tiên đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Phòng ngủ nằm ở phía sau. Chúng ta có giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, bàn học, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Gia chủ thiết kế cho mình không gian mở cho căn phòng phía sau này cả nhà, sử dụng cái toilet bằng kính á, kính đấu hơn chúng ta kéo rèm che, che chắn lại hoặc là về mình dán đi can lại. Và mình có cái ô cửa sổ nè. Đây, ô cửa sổ ngoài này. À, mình về có thể là mình thiết kế sử dụng thêm một lớp khung sắt nếu mà cả nhà mình cái độ an toàn hơn á, mình làm cái khung sắt cái cửa này nè cả nhà. Đó, Hằng đi sẽ trao đổi với chủ nhà của mình thiết kế hoàn thiện hơn. Và lavabo đường soi được gia chủ thiết kế nằm ở phía bên ngoài, hợp lý chưa. Bên đây toilet, bên đây, bên dưới là mình đóng đặt giả gỗ nha cả nhà. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với shop live hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Và Hằng Ly di chuyển tiếp tục phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước. Phòng phía trước sẽ có ban công rộng, phòng master thoáng lắm luôn, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, tủ quần áo đựng nóc lên trên luôn cả nhà. Bên dưới là mình lót gạch và gỗ, nó nhìn cái tông màu nó ấm gì đâu luôn á. Cũng như là ban công phía trước, ô cửa sổ mở ra bên ngoài. Ban công mình trổ ra tầm khoảng 5 tấc nha cả nhà. Những khung sắt bảo vệ ở phía trước, gia chủ có trồng cây trồng hoa nè, dàn dây leo bên trên nè. Đó. Và mỗi phòng như vậy đều có toilet sử dụng riêng, máy lạnh riêng, đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Mình có bàn học, bàn làm việc đầy đủ luôn. Đây, và di chuyển vào toilet sử dụng riêng cho căn phòng này. Phòng phía trước thì tương đối rộng luôn á. Ngôi nhà này thích hợp cả nhà mình mua về để an cư nghỉ dưỡng, hoặc có là mình mua để giữ giá trị đất mình cho thuê với dòng tiền thu nhập hàng tháng. Gia chủ đang rất là ngợp,
hạ giá hẳn một hơi, chỉ còn 7.780.000.000 nha cả nhà. Mình vào mình thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Càng đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly để đến tham quan thực tế bằng bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ cho một căn nhà phố ngay vị trí trục đường Lê Văn Thọ, kết nối với đường Nguyễn Văn Khối, đường số 1 di chuyển ra đường Thống Nhất, đường Quang Trung kế bên chợ đêm Hạnh Thông Tây. Cả nhà mình di chuyển về ngã năm Rờ Vấp tầm khoảng 10 phút và phòng ngủ thứ ba là cả nhà. Tường đồng giống tầng bên dưới, gia chủ thiết kế cho mình mẫu hiện đại xây dựng là tầng á. Ngôi nhà này tính ra rộng lắm luôn á. Ngang 4 dài lên tới 15 lận mà phân khúc giá bán 7 tỷ hơn, một căn nhà đang rất là ngọt luôn rồi. Đó, và mình có đầy đủ các trang thiết bị nội thất tương đồng giống tầng bên dưới nè. Hằng đi xin phép sẽ lia máy nhanh. Bên trên này thì có ô cửa sổ mình thiết kế hơi khép một tí. Và tao đã sử dụng gym bên trong nè cả nhà. Đây, đầy đủ các trang thiết bị. Đó. Và lavabo đương soi được gia chủ mình đặt ở phía bên ngoài. Mình có bàn học, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, hệ tủ tách đầu giường, tủ quần áo đầy đủ luôn á. Đây, từ bên này nhìn phía tủ quần áo của mình nè. Đó, gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường nha cả nhà. Và mình tiếp tục di chuyển phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ tư được cả nhà mình cùng tham quan. Nhà có tổng là 4 phòng ngủ đầy đủ cho đại gia đình của mình. Khi mà an cư tại ngôi nhà này, nhà mình đông thành viên thì ngôi nhà tương đối phù hợp luôn nè. Nhà thoáng và rộng lắm nha cả nhà. Đó, và phòng ngủ thứ tư đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Chúng ta có ban công chỗ ra phía trước. Ban công đây, khu vực trồng cây trồng hoa, đèn màn cửa hai lớp. Đó. Thấy chưa? Tương đồng giống y chang từ bên dưới luôn, được gia chủ mình đầu tư đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong phòng. Sử dụng cái tông màu trắng thêm những cái đồ nội thất, cái tông gỗ nhìn nhà mình nó ấm mà nó thiết kế tương đối đơn giản thôi nha cả nhà. Không quá màu mè lắm đâu. Đó, và tôi đã sử dụng ghim bên trong nè. Đây, cũng đầy đủ các trang thiết bị luôn. Bằng đi di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Cái này mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số online hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp với chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ly. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, các em mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ly đang có mặt tại lầu thứ 3, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện lên bên trên này nè cả nhà. Còn một cái không gian không thể bỏ qua, nơi an cư nghỉ dưỡng cho đại gia đình của mình, phòng xông hơi đá nóng. Khu vực này được gia chủ thiết kế khu vực giặt sấy nè. Đây. Đó. Phía sau này mình có một gian phòng được gia chủ thiết kế cho mình, một tấm sụp, một tấm nằm, phòng xông hơi, lavabo đương soi và tấm hoa sen lơ đứng luôn nè. Chiều trưa được gia chủ thiết kế dấu kính bên trên sân thượng, thiết kế rất là hợp lý luôn. Lavabo đương soi phía bên trên này. Đó. Đây. Bên dưới thì sử dụng cho mình lót cái gạch tông là màu xám cả nhà. Nhìn rất là có gu và có điểm nhấn luôn á. Và di chuyển tiếp tục ra phía ngoài này là gia chủ thiết kế cho mình khu vực dàn phơi đồ nè. Dàn phơi thông minh kéo ra kéo vào, bên dưới thì mình để máy giặt máy sấy ở đây nha cả nhà. Và cấp thoát nước đầy đủ rồi đó. Còn bên trên là ô cửa giếng trời á. Đó, thiết kế tương đối thoáng luôn á. Và phía trước này là phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Phòng thờ thì view ra phía trước nè. Này, view ra phía ngoài này. Mình để bàn trà, ghế ngồi nữa, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Nên đây tổ chức tiệc nướng BBQ cũng được, để được khoảng 2 bàn trà luôn nha cả nhà. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số online hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và quán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm mật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào năm mới 2024, một năm vạn sự như ý. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.